Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay. Thưa quý vị và bà con, khoảng một tuần nay nhiều hộ trồng cam ở Hà Giang khốn đốn vì cam ồ ạt rụng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Giang, huyện Bắc Quang và huyện Quang Bình là hai địa phương bị thiệt hại nặng nhất. Trong đó huyện Bắc Quang là 7.000 tấn và huyện Quang Bình là khoảng 1.200 đến 1.300 tấn. Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Giang cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang, Quang Bình chỉ đạo các chủ vườn khẩn trương dọn sạch toàn bộ số quả cam bị rụng ra khỏi khu vực vườn và đào hố chôn xử lý bằng vôi và chế phẩm, sau đó thì vùi lấp kín để tránh ảnh hưởng đến môi trường, thu hoạch theo hình thức tỉa quả theo cây để tránh gây áp lực về dinh dưỡng. Nguyên nhân của tình trạng này là do ảnh hưởng mưa đá ngày mùng 1 Tết và mưa kéo dài, đặc biệt là ảnh hưởng hai trận mưa rào vào đêm ngày mùng 10 đã làm rụng khoảng trên 1.900 tấn cam. Thiệt hại này đã gây ảnh hưởng lớn đến thu nhập của các hộ dân trên địa bàn. Và theo dự báo, cam khả năng sẽ còn tiếp tục rụng khi chiều tối và đêm mai, một khối không khí lạnh có cường độ mạnh di chuyển xuống. Ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và cả gió giật mạnh. Còn trong đêm nay và sáng ngày mai, Bắc Bộ vẫn chịu sự chi phối của rìa đông nam khối khí lạnh suy yếu và biến tính, nên độ ẩm không khí còn cao và tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù tiếp tục xảy ra, cùng tiết trời rét nhẹ vào thời điểm này, với mức nhiệt độ ở vùng Trung Du và Đồng Bằng dao động từ 17 cho đến 20 độ, còn ở vùng núi trời rét với nhiệt độ từ 14 đến 16 độ. Còn ngày mai, phía đông trời nhiều mây, đôi lúc có nắng nhẹ với nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Trong khi đó, ở phía tây có nắng nhiều hơn, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, khu vực Tây Bắc từ 28 cho đến 31 độ. Với các tỉnh duyên hải miền Trung, đêm nay và sáng ngày mai ở khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây và có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, cùng tiết trời se lạnh với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 20 cho đến 22 độ. Các tỉnh thành khác phổ biến ít mưa với nhiệt độ là từ 22 cho đến 25 độ. Ngày mai ở các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân đôi lúc có nắng nhẹ và nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến từ 26 cho đến 29 độ. Riêng vùng núi phía Tây từ 30 cho đến 33 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ngưỡng từ 28 cho đến 31 độ. Đáng lưu ý là từ đêm mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Trung Bộ có mưa rào, sau đó vùng mưa mở rộng xuống khu vực Trung Trung Bộ và nhiệt độ sẽ giảm nhanh. Trái ngược với thời tiết ở các tỉnh miền Bắc, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang ở trong thời kỳ cao điểm của mùa khô nên trời không có mưa. Ban ngày nắng nhiều và nhiệt độ tăng cao lên mức từ 32 cho đến 35 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ dao động từ 28 đến 31 độ. Thưa bà con, theo Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang, khoảng đầu tháng 2, cá nuôi trong các lồng bè tại khu vực sông Cái Vừng có hiện tượng nổi đầu và chết. Đến ngày mùng 7 thì hiện tượng này không còn. Tuy nhiên hiện nay đang vào cao điểm mùa khô, mực nước trên sông Cái Vừng sẽ tiếp tục giảm sâu. Do đó môi trường nuôi cá sẽ có nhiều thay đổi, không thuận lợi cho việc nuôi cá tập trung trong các lồng bè với mật độ cao. Để giảm thiệt hại cũng như rủi ro có thể tiếp tục xảy ra cho người nuôi cá, Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang khuyến cáo các địa phương tổ chức vận động và hỗ trợ bà con di rời các lồng bè cá vào vùng quy hoạch hoặc đến khu vực sông có nguồn nước và tỷ lệ oxy hòa tan trong nước tốt hơn. Đồng thời yêu cầu các địa phương chỉ đạo cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ nuôi, tăng cường sức đề kháng, chống sốc cho cá, đặc biệt chú ý cung cấp oxy hạt, tăng cường máy đạp nước cung cấp oxy cho bè nuôi cá. Và tiếp theo mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 25 cho đến 28 độ, khu Tây Bắc có nơi từ 28 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ và sương mù, từ chiều và tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam sau chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3. Từ đêm mai trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 cho đến 16 độ tại vùng núi và từ 17 cho đến 20 độ tại Trung Du và Đồng Bằng. Nhiệt độ cao nhất là từ 23 cho đến 26 độ. Xuôi xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, tại đây trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, từ tối và đêm mai có mưa rào và dông rải rác, gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 2, cấp 3, từ đêm mai phía bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 cho đến 29 độ, phía tây có nơi từ 30 đến 33 độ.
Các tỉnh thành ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ. Đến với các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, tại khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 28 cho đến 31 độ. Còn tại các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, miền Đông có nơi cao hơn. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.